Hello các bác nhá. Ngay bây giờ anh Nguyễn mời các bác cùng lắng nghe một cái bài ghép hết sức hợp lý, đơn giản, đẹp mắt nhưng tràn đầy sự hiện đại. Thứ nhất là một quả súp lê xô. Đây là dòng súp bãi hầm hơi bát 40 từ 220-100, thương hiệu của Pháp và sử dụng bát của bát D3. Thứ hai là một chiếc vang số lai cơ đến thương hiệu JBL 280. Con này quá hiện đại luôn, tích hợp những công nghệ hiện đại, bờ tút cổng quang vân vân, và đồng bộ một đôi loa Motivity bát 80 và một cục đẩy Motivity AL650, và anh cũng nhờ một kênh cục đẩy TD Acoustic mà A28 để đánh cho quả súp này. Ngay bây giờ anh cũng mời các bác nghe một bản nhạc vàng, bản nhạc là viết về người lính, được phối khí và kiểu nhạc theo kiểu Zumba. Nghe. Quán phế sau lưng góp lời, quá hay rồi. Làm lính mà thôi, đôi diện đây rồi. Từng đêm quê hương đang bay súng nổ, hoa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố. Ngày nào đó tôi còn sao cái vang JBL 250 em bán chạy như vậy, bán rất chạy, siêu chạy luôn nhá. Bởi vì thứ nhất là con này có khả năng chữ ú cực tốt, thứ hai xử lý nhạc cực kỳ hay luôn, cực kỳ hay và trong trẻo. Và cái thứ ba nữa đấy là riêng về đường mic là ok và thiết kế rất là dễ chỉnh, có thể bằng tua vít, bằng máy tính. Và bên sau này thì hỗ trợ cái đường súp nào này, để em cắt sẵn súp rồi để đánh cho cái quả súp kia rất là ok. Súp nó rất là sâu và mềm. Rồi, chiếc vang này em sẽ setup cho bác Khôi ở Hòa Bình. Cảm ơn các bác đã ủng hộ anh Nguyễn. Chúc các bác có một buổi thứ hai đầu tuần vui vẻ, gặt hái nhiều thành công. Bye bye các bác nhé.